phim của mình. Bây giờ bọn mình vừa mới về nhà sau vừa đi chụp thôi, vì cất đồ các thứ đã rồi. Bọn mình sẽ đến với một vlog ẩm thực, vlog tự phát. Bây giờ đến nhà cất đồ, thay một cái outfit thì đấy siêu thị hơn, và sẽ đi siêu thị. Đúng rồi. Hay á, tí không là yeah. Ai nhỉ? Ôi yêu quá. Nhìm. Chị mày đi đây. Bye nhá. See you nhá. Trong nhà nhá. Hello. Và bây giờ bọn mình sẽ bọn mình sẽ đi đến siêu thị này. Và hôm nay thực đơn sẽ gồm có món bún sườn. Bún sườn thì đã là một món mà mình làm đã rất là nhiều lần rồi. Có thể nói là món tủ. Khi nào mà có khách đến nhà là phải trình bày ngay. Đây, tôi là một ví dụ đã ăn bún sườn. Đây là lần thứ hai ăn bún sườn nhà chị Xin nhá. Lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên ăn lúc nào nhỉ? Lần đầu tiên ăn với chị Yến ấy. Hôm đấy là bún bò trộn. Hôm nay là bún heo. Lần trước là bọn mình làm bún bò Nam Bộ đúng không? Đúng rồi. Bò Nam Bộ theo công thức ở trên mạng. Đúng rồi, lần này thì là theo công thức của chị Xin. Thực ra là công thức trên mạng nhưng chị đọc thuộc. Với quan trọng là mình hay ăn bún sườn ở ngoài thì nó có mấy cái kiểu nước chấm maggi. Đúng rồi. Tỏi ớt. Đấy, cái đấy là ngon. Cái đấy phải chấm cái đấy thì mới là bún sườn nhá. Đấy, thế nên là mình cứ vứt phát thì bát bún sườn của mình nhờ nó ăn nước chấm đấy. Đúng rồi. Ok, bây giờ thì các bạn hãy nhìn đường và bọn mình sẽ đến trong khoảng 1 giây tiếp theo. Bộ tay. Đúng rồi, mua bún, mua sườn. Mua đồ làm mọc. Cà chua này. Ừ. Ai nhà chậu xấu nữa. Ôi hợp lý quá. Đấy. Rồi xong rồi mua mộc nhĩ ở nhà làm có này. Như thế. Thêm mua thịt nữa đúng không? Thịt băm. Thịt với mọc. Đây này. Đây bò xay. Hết nạc à? Hết rồi bạn ơi. Bò xay đúng không? Bò xay. Mọc bò. Thì mình quyết định là lấy một miếng thịt heo và băm ra. Năm lạng liền. Siêu nhiều. Xuất sắc. Bún tươi. Ui dã man thế. Hết sườn non rồi. Băm tây. Không bùng đâu đó. Như không có à? Đây dòng mùng nè. Ok, cái này ít không? Chị lấy đây còn một đồng đây. Đấy, lấy hết luôn. Do mùi hành lá. Đây là hẹ. Hành lá đây. Kì okay. Cà chua ở bên này. Thì ăn tốt cho sức khỏe hơn đấy. Đây, bọn mình đã nghĩ ra món tráng miệng. Đó chính là sữa chua Milo. Món tráng miệng. Không hộp đi. Và ở siêu thị này thì đang hơi ít đồ nên bọn mình phải chuyển sang một cái siêu thị khác để mua giò sống và sườn non. Tự quay cầm máy khá ngại. Bao đi em. Ok, trông ok. Ok ok. Ok. Và bây giờ là màn chuyển sang một cái siêu thị khác. Hello. Rồi nói đi. Hello, chào các bạn đã đến với siêu thị khác. Rất là to, mega gì đó. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi tìm sườn này. Sườn.
người đã mất đi yêu thương. La 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 la. Tên tên cả xương luôn, cả luôn ạ. Vâng. Ôi giời ơi, cùng chúng mình đã tìm thấy đúng không? Nói là bé luôn, nhiều quá. Bé nhất tuổi nào? Đâu? Bé không? Bé hơn này. Bằng nhau à? 97 Đấy thôi. Đây là quả dưa gang. Dưa gang. Ủa quả này thì chỉ cần bổ ra thôi đúng không các bạn? Dễ mà đúng không? Quả này không có xước. Xước chắc không? Đúng rồi, em cũng thế. Em mua này đỡ phải ấy không? Mình nghĩ đây là một sự lựa chọn đúng đắn hơn. Trả lại. Bây giờ 8 giờ rồi, còn chưa nấu. Thì 10 giờ mới ăn, 10 rưỡi mới tráng miệng. Và hiện tại bây giờ đã là 8 giờ. Còn mình đi chụp từ 3 giờ. Không thể đợi hơn nữa đi. Bạn ăn bánh này các bạn. Mình đã mua cái lót dạ. Và sau khi đi chợ chán chê sao, bây giờ quá đói, mình sẽ ăn món dessert trước. Đúng rồi. Bánh thọt trứng. Yeah. Là những cái lịch ăn lịch uống thật là vừa vặn vừa vặn. Các bạn đều như chúng mình nhá. Đúng rồi, như chúng mình sẽ rất dễ tăng giờ cũng chưa nấu cơm, cũng chưa ăn tối, nên là ăn bánh ngọt chứ. Đây là như một ân huệ trong một cái bụng của mình. À, dính quá, chết rồi, vẫn đấy ở tay rồi. Trong chẳng nghĩ nhá. Ngon không? Ngon. Bánh ở đây làm ngon mà, em ăn ở đây nhiều rồi. Quay em ăn đi. Ok, chào các bạn đến với vlog cuộc sống tại Sài Gòn của chúng mình. Cái trứng. Ngon, ok đấy. Ok đấy. Mình đã về nhà rồi. Không cần em làm sao ấy. Và đây là những nguyên liệu của mình đã mua ngày hôm nay. Có thể thấy, thấy không nhỉ? Đấy. Đây là lần đầu tiên mình tự quay. Đó, các nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay. Đấy. Dưa gang. Dưa lưới. Sườn. Rau mùng. Rau mùi. Chim. Bún tươi, cà chua, vỏ giống, snack và một ít sấu. Ăn tủ lạnh, ăn một nhĩ nữa. Đây từ này sấu chính là dùng hết luôn á. Chắc là mình sẽ làm sườn trước để mình có thông tin để làm như này. Không biết là mưa đổ ở đâu. Nghe cả xin nhắc mọi người á. Thế em thì sao không? Xin mời mọi người nha. Ok. Đã anh không phải xếp vào gạch nhé. Bây giờ không phải xếp nào. Thôi ra rồi. Trông trông quả trứng hay cô đồng? Không, chỉ có một hổ trứng khác ở đây. Ôi dồi ôi. Sao tụi mình đặt những đồ để được lâu? Đây. Thôi tí nữa phải mua. Hỏi sao vậy? Đây là bếp trưởng, đây là bếp phó. Chưa được, em biết chặt không? Chị chặt được, em chặt được là nước này. Còn chặt áo gà. Ôi xong rồi, chặt thế là đủ. Hai cái này là đủ đấy nhỉ. Mình đã làm sườn lần này là rất là nhiều rồi. Mỗi lần up lên mọi người để bảo là chia sẻ cách làm, nên mình sẽ quyết định chia sẻ cách làm một sườn của mình. Yeah. Mặc dù nguyên liệu hôm nay hơi thiếu. Mình thường có kiểu thịt để kiểu luộc lên nữa. Ăn chấm mắt đi khá ngon, nhưng mà vì hai đứa mình nghĩ là khoan hết. Thực ra là nó sẽ có phần này, phần thịt nhưng mình cũng chẳng nhớ, nên là mình cũng lượng theo con mắt của bản thân. Mình nghĩ là khá ổn rồi.
Hôm nay thì mình cũng chúng mình sẽ cất tủ lạnh để ăn mì tôm. Như là sống mơ của những dọc sinh xa nhà ăn mì tôm ấy. Chuồn em gái ấy, các trong nó cứ không đều đều này. Trong nó cứ cái to cái nhỏ ấy nhỉ. Thế phải thật chặt luôn mọi người, tự ra này à? Cứ cái này phải chặt sườn xong rồi mình chặt. Thì đang vào cho vào bát nấu chị. Em gái. Ôi trời ơi. Đừng là cho vào bát chín mà. Chín gì? Chân hành hoa tí. Chín. Mình sẽ ăn này rồi, tí nữa mình sẽ thôi, các bạn nhìn hành nó cắt thành quả đây. Đây đây, bỏ đầu đi. Anh bỏ rồi mà lại lẫn vào. Ôi chết mà. Đây là đây chặt sống rồi đúng không? Đúng rồi, chặt hết được sống. Sao bạn lại chặt? Anh ở đây. Thế mình chặt. Sao nghĩ là sống? Thôi chính là ok, bỏ, ok, bỏ. Chính nghĩ bỏ này đi. Ok, ok. Sorry. Đây tí nữa hành là mình sẽ cho để lên đấy xong mình sẽ dưới nước lên ăn luôn đi. À đúng rồi, đúng rồi nhỉ. Quên mất. Trời ơi, đầu 9 giờ rồi. Hôm nào chúng mình tiếp tục đi làm. Chuẩn bị nấu ăn. Khá là gián xuân. Mà cầm kiểu cảm giác là đánh mạnh chưa làm được gì. Kiểu người ta sẽ chuyên nghiệp lắm. Hôm nay chúng ta chuẩn bị cái này cái kia đấy. Mình thế nên nó bảo là ngày nào nó cũng nấu cơm ở nhà. Không hiểu mình cần là nấu tên chị làm. Ok ok. Làm cháo. Thời gian nấu rất là vui nhưng mà mình chỉ ngại mỗi khoản dọn ấy mọi người. Ăn mình rất nhanh nhưng mà kiểu rửa bát, dọn dẹp nó cũng khá lắm thời gian. Nên là chỉ khi có bạn thì mình sẽ nấu và để bạn rửa bát. Đúng rồi, đúng rồi. Mình chuyên ra thì ai mà đến ra mình ăn là rửa bát. Mình là người nấu. Đấy, bọt, các bạn phải bọt ra. Một kỳ hắn nêm. Hai kỳ hắn nêm. Các kỳ có thể là 3 kỳ thôi. Ôi, 3 kỳ rồi. 1 quả 2, 3, 4, 5 6, được rồi, được rồi. 7 Ê, nhiều quá. Được. Chúng mình cho cà chua luôn. Đã gần xong rồi mọi người. Mình ăn được, mình sẽ nặn lọc thôi. Tí nữa khi nào nó ở văn nó thành nặng thì em cho luôn rồi đấy. À, như vậy. Hạ luôn nào. Chị rất là nghi ngờ về cái kích thước của em đúng không? Sao giống? Có càng tay viết lên đây, lời yêu thương con gái đây, môi tình như gió như này, nhiều năm rồi ta vẫn thấy. Mặt của chúng mình. Thì nó biết trả lời. Chim. Ôi. Ôi, tức là nó hiểu hết. Ờ, biết mà. Chim nhỉ? Bây giờ chúng mình đang bấm thang máy đi xuống mua tỏi vì chỉ còn thiếu tỏi thôi là món ăn này đã hoàn thành rồi. Nên mỡ không ta? Như nếu mỡ thì nên mua thêm mỡ. Mình đúng rồi. Mở thêm cầm. Ôi kìa sếp, ôi kìa sếp. Nhiều thế. Thôi được rồi, mua đi. Thơm ý. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Thử
ok em ơi. Chị nhìn đi mắt. Chút giọng mùng này. Trường to luôn ấy. Ừ. Cho hai cục luôn. Đây đây đây. Ủa. Em gái em gái chút tiền được gì nhá. Ồ. Thế hồn. Chị để sườn em chặt cho. Con cục này cũng khá to nha em gánh nhá. Em hồi lúc đấy em chỉ cắt nó ra thôi chứ em không chặt nó đôi ra nữa. Tiếp ở đây. Maggi tỏi ớt cực ngon. Bây giờ bọn mình đã nấu xong. Hiện tại bây giờ là 10 giờ tối. 10 giờ tối rồi. Bây giờ chúng mình sẽ ăn hết, giải quyết gọn lẹ hai cái bát này vì quá đói. Và sau đó sẽ ăn món tráng miệng là dưa lưới cắt sẵn cùng với sữa chua Milo nếu mà chưa quá no. Cảm ơn người đã xem video ngày hôm nay nha. Nếu các bạn làm được bún sườn ngon như này tại công thức của chúng mình thì hãy feedback nhá. Hãy tag chúng mình vào nhá. Mình đâu có nói là mình cho bao nhiêu hạt nêm yêu đâu. Nên mình nói chung là bọn mình cũng hơi xin lỗi các bạn tại vì đây là lần đầu tiên bọn mình tự cầm máy đi quay. Đây là lần đầu tiên tự cầm máy đi siêu thị á, thử có mỗi hai người thôi à. Đấy, chân máy là người đang quay cho chúng mình. Bye bye mọi người nha. Bye bye.